Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Online. Và hôm nay của bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt ở trên Android có tên gọi là Palmon War, một con game nhập vai. Và các cái nhân vật game này thì nó lấy cảm hứng từ Pokemon anh em ạ. Cụ thể nhà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá con Palmon War nhá. Nó không có tiếng ban đầu, chắc phải vào game mới có âm thanh. Đó, nó sẽ vào game. Game này thì game màn hình ngang. Đó, một con game màn hình ngang như thế này. Đây chúng ta sẽ có các nhân vật, nhìn nó như kiểu là một thế giới Pokemon ấy anh em. Kéo thả. À đây, đó, chúng ta sẽ kéo thả này, thả những con quái vật của các bạn xuống. Đó, các bạn sẽ đi chiến đấu, và nói là kiểu dạng game nhập vai chiến thuật ấy mọi người. Đó, các bạn sẽ đi công thành của người chơi khác rồi đi đánh chiếm tài nguyên. Rồi, chúng ta sẽ thả tiếp này. Đó, các bạn sẽ có các cái con quái vật và chúng ta sẽ đánh chiếm tài nguyên. Đây, thả quái level 20. Đó, đây là phần đầu game nhá. Đồ họa mình thấy là cái con Palmon War này thì đồ họa đẹp nha, đồ họa đẹp, đồ họa 3D rất là ấn tượng. Rồi chúng ta sẽ về thành, lại là dạng game chiến thuật đấy mọi người, xây dựng phát triển lãnh địa. Và nhân vật chính sẽ là những cái con lấy cảm hứng, con thú lấy cảm hứng từ Pokemon, tức là cũng là một thế giới quái vật đấy mọi người. Nó không phải là đạo nhé, nó chỉ mình chỉ nói là nhìn mấy con thú liên tưởng đến thế giới Pokemon thôi. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái con thú như thế này, rất nhiều hình dáng khác nhau và cũng chia hệ nhé. Đó. Rồi lại đi tấn công, và khi mà các bạn tấn công này thì nó sẽ hệ thống nó ghép chặt ghép trận. Đó, chúng ta nó sẽ ghép trận ngẫu nhiên. Và các bạn sẽ định hướng để thả cái con quái vật của bạn để tấn công. Đó, mình sẽ định hướng để... Đó, định hướng thế này để tấn công, các anh em thấy không? Đó, chúng ta sẽ có các cái đơn vị lính này các bạn có thể thả xuống. Ô, không được thả nữa rồi. Ồ, đơn giản là vậy thôi. Đấy, thì các bạn đi đánh chiếm tài nguyên đấy mọi người. Ồ, được có 67% này. À, phải đánh hết nha, đánh hết đủ 100% được 3 sao này. Hiện tại mình có 2 lính nên để thả được 2 lính thôi anh em ạ. Ui, nó thả độc chết luôn này. Ồ, chỉ được 2 sao thôi. Nói chung là mình cũng mới chơi, chưa hiểu lắm. Ồ, làm sao được cố gắng được 3 sao nhận thêm thưởng đấy. Đang nhập nhận quà này. Nói chung là về cơ bản cái lối chơi của cái con Palmon War này thì mình thấy là cũng không quá phức tạp. Đây, xây nhà này. Đấy, chúng ta để xây nhà lấy tài nguyên. Thì thiết lập các vị trí đứng nhá. Nhà thì có ở nhà phòng thủ. Đó, các bạn sẽ thả các lính xuống phòng thủ như này. Để tất nhiên là các bạn tấn công đối thủ thì đối thủ cũng thể tấn công anh em. Đó, thì các bạn phải phòng thủ trước cái đòn tấn công. Đấy, thả những con thú như này. Như là không đủ ấy để thả. Nó sẽ tốn một cái điểm như kiểu điểm tài nguyên ấy. Đó, mình không thể thả được. Anh như nào đó chưa hiểu lắm. Ồ, tính sau đi. Đấy, đấy, kiểu như thế nhá. Rồi, xây nhà xong thì ta sẽ làm gì đấy? Ra ngoài này, có bảng nhiệm vụ này. Đó, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được các tài nguyên. Tài nguyên bao gồm thịt, gỗ, đấy, và vàng. Và sau này các bạn có thể mở rộng cái lãnh thổ của anh em ra. Đấy, xây dựng đội hình này, các bạn để thêm các cái con quái vật của các bạn vào. Rồi, sau này anh em này xây dựng rất nhiều đội hình khác nhau nhá. Đăng nhập nhận quà này. Ở đây thì sẽ có phần store, các cái gói quà, có thể nhận quà miễn phí rồi. Đó, nhận thưởng. Tiếp tục đi nhận vàng này, và cứ đi làm nhiệm vụ các thứ thôi. Cũng nó giống cái con gì hồi xưa nhỉ, nhưng quên mất tên này. Mấy con game kiểu dạng game chiến thuật cũng đi đánh kiểu này, đánh quân thả lính như này. Tự nhiên tôi quên mất tên rồi anh em ạ. Rồi các bạn này nâng cấp nhá, bao gồm nâng cấp nhà chính các thứ. Đó, và nâng cấp này thì tốn thời gian. Anh em có thể sử dụng các cái vật phẩm để giúp tăng tốc nhanh hơn. Ban đầu thì nó sẽ miễn phí, nhưng sau thì nó sẽ mất phí nhá mọi người nhá. Xây thêm nhà này. Đó, các bạn có thể bố trí xây nhà sao cho tùy vào mỗi người thôi. Training ground. Đó, cái nhà để xây dựng các cái lính tấn công. Rồi, chúng ta sẽ có phần triệu hồi. Chắc chắn rồi, thì sẽ có phần gacha nhé.
Đấy, các bạn có thể gacha thêm các cái đơn vị lính khác nhau và các cái thẻ, thẻ xịn nhất là thẻ SR này, hệ lửa này. Đó, chúng ta sẽ có ui rất là nhiều thể loại gacha luôn đấy. Nhiều, rất là nhiều cái để tìm hiểu nha. Cái phần đội hình này chắc là mình phải tìm hiểu thêm đấy mọi người ạ. Xong cho thả đây nhỉ. Đây là tốn 20 đồng mà xong cho thả ta. Chưa hiểu lắm. Được thả lính bảo vệ mọi người nhưng mà sao mình không thả được đơn tay. Có thả được đây. Chả hiểu có gì. Ờ sẽ có một, nói chung là mình sẽ phải tìm hiểu thêm ấy mọi người. Đấy, đây có bảng nhiệm vụ này. Đấy, anh em thấy không? Các bạn hãy hoàn thành các nhiệm vụ nha, bao gồm nhiệm vụ cốt truyện rồi nhiệm vụ hàng ngày. Đấy, các bạn để nhận thưởng. Tài nguyên. Game này thì không có tiếng Việt đâu nên các bạn sẽ phải biết một chút tiếng Anh để có thể chơi được nha. Đây, gacha này, gacha thú này, gacha magic này. Đấy, rồi Gale Summon cũng là gacha thú thôi nhưng mà có thể là gacha theo phe gì đó. Ờ đúng rồi, đây là Earth này, thuộc tính là đất này. Đấy, cái này gacha ra. Cái này kiểu gacha theo thuộc tính đấy. Rồi Torrent, đấy, như kiểu Torrent là nước. Đấy, rồi chúng ta có lửa. Các bạn hãy gacha theo thuộc tính nhá. Sẽ có phần gacha. Rồi mình sẽ quay 10 lần ở đây. Đó, anh em thấy không? Sẽ ngẫu nhiên ra. Ờ, đợi tí mình sẽ xem phần tỷ lệ. Đây, có phần gacha này, 3%, chỉ có 3% là ra từng cam thôi. Còn lại sẽ ra từng 15% từng tím, 82% thì sẽ ra từng ra anh em phải ra tướng và ra thú màu xanh. Ủa cái này sao nhiều nên mình cứ quay này đúng không? Sao nhiều ta? 3% để quay ra SR là cũng khá khoai đấy. À đây, quay được SR này. Đó rồi các bạn có thể thiết lập lại team nhá. Ờ limit rồi, tức là nó sẽ giới hạn. Mỗi một con thú thì nó sẽ có cái điểm. Các bạn thấy không? Điểm ví dụ con thú này 20 thì các bạn không để cho à, các bạn thiết lập làm sao để cho nó phù hợp nhất. Các bạn không thể cho những con thú quá là mạnh vào. À, nó giới hạn 30-40 này anh em thấy không? Bây giờ ví dụ mình đang 30-40 thì mình sẽ chỉ cho những con thú 10 vào thôi. Đấy. Đó rồi cũng hiểu rồi đấy. Rồi chúng ta sẽ đi tấn công nhá. Ừ, nói chung là về cơ bản cái con Pamongua này các bạn phải tìm hiểu một lúc thì mới có thể hiểu được game. Nhưng mà nó cũng đơn giản dễ hiểu thôi. Đấy, ghép cặp này. Nhưng mà mình nghĩ ban đầu sẽ chủ yếu là máy ấy, chứ mà người chơi thật. Đây. Địa hình của địch đây thì các bạn hãy lựa chọn thả lính ở đâu đấy cho nó hợp lý nhất thôi. Đấy, phá nhà này. Ta sẽ đi tấn công. Đấy, sau này các bạn hãy ui nâng cấp thú của mình lên nhá. À, có cả tướng dự bị vào à? À. Đấy các bạn thấy không? Ta sẽ thả lính sao cho nó phù hợp nhất với mọi người. Cường hóa các kiểu lên. Đấy, trong cúp và trực trình chiến đấu thì ui. 3 sao nhờ 3 sao bạc à? Nói chung là để được 3 sao vàng này hơi khó nhỉ. Đấy, khó phết đấy. Nói chung là game cũng phải tìm hiểu các thứ này nọ cũng không phải là quá đơn giản đâu. Nhưng mà mình thấy là game cũng bánh khá là bánh cuốn. Và nó xây dựng một cái thế giới như mình đã nói là khiến anh em liên tưởng đến thế giới Pokemon. Liên tưởng thôi. Đấy, thì bạn nào mà quan tâm thì các bạn có thể game này thì chưa tải trực tiếp ở trên Store Việt được mà anh em phải cài APK bên ngoài nhá. Các bạn cài chơi trên giả lập hoặc là điện thoại đều rất là ok. Game chưa có trên Store Việt. Đấy, thì các bạn lưu ý cái phần này. Mà xây nhà tiếp này. Hãy vừa nâng cấp các cái nhà lên để thu hoạch tài nguyên nhiều hơn. Đấy, thu hoạch vàng, thu hoạch thịt. Anh em này nâng cấp lên. Này sao này thì nó sẽ nâng cấp nhanh hơn này. Không thì phải đợi. À, nâng cấp nhà lấy gỗ này. Đấy. Level 1 thì sẽ miễn phí nhưng level 2 thì sẽ mất thời gian hoặc là các bạn này sử dụng đấy, ngôi sao này nó sẽ nhanh hơn.
ta sẽ training này, nâng cấp các cái gắm thú của bạn. Đó, anh em thấy không? Để có phần nâng cấp. Đó, gia tăng chỉ số chiến đấu. Rất là nhiều tính năng luôn đó. Cấp thì nhanh. Tốn gỗ rồi, các cái tài nguyên để nâng cấp. Toàn phải đủ các cái công trình này thì mới nâng cấp lên tiếp được. Chưa đủ. Cấp tiếp. Sẽ yêu cầu, nó sẽ yêu cầu là các bạn là đây, nâng cấp nhà chính này. Đó. Đi hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đấy, rồi lại mở khóa thêm các cái tính năng. Đấy, các bạn có thể nâng cấp. Đó, chúng ta sẽ nâng cấp các cái chỉ số lên. Ok, thì đơn giản vậy thôi, mình cũng giới thiệu cho anh em nhé. Bạn nào quan tâm mình sẽ để một đường link. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái này của cậu vàng. Mà thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Online. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.